Tử đã nói rằng kẻ trộm có thể vào nhà lấy đi của cải, vật chất, nhưng không bao giờ có thể đánh cắp được trí tuệ của bạn. Chính vì vậy, chúng tôi luôn hướng tới việc chia sẻ kiến thức đến cho mọi người. Diverge với các chương trình hội thảo, khóa học chuyên sâu giúp các cá nhân, doanh nghiệp nâng cao kỹ năng kinh doanh, đầu tư, quản lý tài chính để phát triển doanh thu, tạo ra một cuộc sống thực sự giàu có và thịnh vượng. Diverge, học để thành công. Diverge không ngừng nỗ lực đi lên với những chương trình đào tạo chất lượng cao cùng các diễn giả là các chuyên gia hàng đầu trong nước và trên thế giới. Đã có hơn 10.000 học viên tham dự các chương trình đào tạo của Diverge, trong đó có hơn 95% học viên hài lòng với kiến thức đã nhận.